Dương Mịch lần đầu xuất hiện cùng con gái sau tin đồn tái hôn, mới đây những hình ảnh đầu tiên của nữ diễn viên Dương Mịch chăm sóc và đưa con gái tới trường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận sau tin đồn bỏ rơi con gái vì bận công việc. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của nữ diễn viên Dương Mịch chăm sóc và đưa con gái đến trường đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận sau tin đồn bỏ rơi con gái vì bận công việc. Theo on Hôm 5 tháng 11, Dương Mịch đảm nhận vai trò đưa con gái tiểu gạo nếp đi học. Cùng đi với cô còn có mẹ của Lưu Khải Uy, Dương Mịch cố tình cúi thấp đầu khi phát hiện phóng viên chụp hình. Trước đó, báo chí đưa tin vợ chồng Dương Mịch và Lưu Khải Uy rạn đứt trong hai năm qua. Dương Mịch cố thử ở Đại Lục, nhất định không chịu về Hồng Kông với con. Nhiều tin đồn cho rằng Dương Mịch bỏ rơi con cái vì công việc quá bận rộn. Để đáp trả dư luận, nữ diễn viên quyết định đưa con đi học. Nhiều tháng qua Dương Mịch kê tò mò trong công chúng khi gần như xa lánh nhà chồng và vui mình vào công việc ở Đại Lục. Một số phụ huynh trường tiểu gạo nếp cũng thắc mắc vì sao mẹ bé không bao giờ đưa con tới trường. Con gái của Dương Mịch học ở trường mẫu giáo Victoria Kindergarten ở khu Causeway Bay. Một ngôi trường nổi tiếng có nhiều con của các sao Hồng Kông theo học ghi nhận tại trường mẫu giáo quốc tế Victoria, Dương Mịch đã nán lại, chăm chú theo dõi con gái khá lâu. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện bên con gái trước sự quan tâm của truyền thông. Đứng trước những cáo buộc sai lầm, phía đại diện Dương Mịch đã tức giận lên tiếng. Tiểu gạo nếp còn chưa đi học mẫu giáo, làm sao có thể tham dự buổi lễ bế giảng? Hiện tại cô bé có đi học, học các lớp giáo dục sớm. Mỗi khi ở nhà Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều đưa con đi học, Dương Mịch vẫn chăm sóc con cái rất sát sao. Dương Mịch cũng chia sẻ thêm về việc bản thân luôn vướng phải nhiều scandal, nhưng những việc liên quan đến con cái thì cô luôn muốn giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, phản bác từ phía giao nữ 35 tuổi không nhận được sự đồng ý của dư luận. Dương Mịch phải nhận không ít gạch đá từ phía netizen, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc họ ủng hộ gia đình Lưu Khải Uy. Việc gia đình Lưu Khải Uy ngầm nhắc đến Dương Mịch chẳng khác gì muốn lợi dụng tầm ảnh hưởng cùng mức độ nổi tiếng của nàng tiểu hoa 85. Trong 3 năm qua, Dương Mịch không hề nhắc đến Lưu Khải Uy, nhưng gia đình anh lại đem đủ mọi cách để kéo cô xuống, khiến cư dân mạng rất phản cảm. Dương Mịch nghĩ rằng một mình tiểu nhu mẹ đã đủ rồi, ngoài ra cũng muốn tập trung nhiều hơn cho công việc trong showbiz. Nhưng bản thân Lưu Khải Uy là người mong muốn có thêm con, và việc này đã sớm xảy ra mâu thuẫn, khiến anh cũng Dương Mịch đến mức cả hai không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa